mình đã có chức có quyền rồi, đi đứng ăn nói tác phong của mình phải thay đổi, phải sang chảnh lên. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc, chị Ngọc ơi. Ê, ủa chị đây hả? Chị, chị nói cho em nghe nè, chị là Hoàng Nguyễn Minh Ngọc. Em gọi chị là em phải gọi Hoàng Nguyễn Minh Ngọc, bởi vì sao? Bây giờ chị đã lên chức hội trưởng hội phụ huynh, em phải gọi cho đàng hoàng chứ. Chị Ngọc, chị Ngọc, chị Ngọc làm sao nha. À, ủa chị, cái chức đó đó đâu? Hoàng Nguyễn Minh Ngọc. Dạ chị Hoàng Nguyễn Minh Ngọc ơi, em thấy cái chức vụ đó đâu có quan trọng gì đâu, nó đâu có ảnh hưởng tới tình bạn của Suppler với lại Tin đâu chị. Trời, có chứ em, ảnh hưởng chứ. Trời, hồi xưa là chị là chưa lên chức thì chị bình thường, chị cũng giống như em cũng giống như chị. Còn bây giờ chị đã được lên chức. Em đã được lên chức không? Không. Đúng không? Mà được lên chức đâu phải là chuyện dễ. Phải có người bình bầu mình, người ta tín nhiệm mình thì mình mới được lên chức hội trưởng hội phụ huynh. Chứ không tín nhiệm mình làm sao mình lên được. Dạ, thực ra thì em thấy cái chức đó nó đâu quan trọng gì đâu chị. Nó cũng bình thường à. Chị Hoàng Nguyễn Minh Ngọc. À dạ, chị Hoàng Nguyễn Minh Ngọc ơi, em thấy cái chức đó nó cũng bình thường à, nó có gì quan trọng đâu. Ừ. Em nè, em không hiểu gì hết á. Nè, chị có điện thoại thấy chưa? Có chức có quyền đó là có cô hiệu trưởng gọi nè, thấy chưa? Thôi, để chị nghe điện thoại đã. Alo. Dạ, Hoàng Nguyễn Minh Ngọc, hội trưởng hội phụ huynh xin nghe ạ. À, dạ, cái gì con? Cô ơi, bây giờ thứ ba này là mình có cuộc họp quan trọng ở công ty. Cái gì mình xin phép vắng mặt được không cô? Dạ không được ạ. À, hội trưởng hội phụ huynh là phải đi ạ. Dạ dạ dạ. À, dạ dạ thôi được rồi, có gì để mình sắp xếp nha cô. Rồi, chào cô. Ủa, à, có chuyện gì vậy chị? Mệt quá em ơi. Sao vậy chị? Bây giờ hả, thứ ba này là phải đi họp. Vì ở trường mình là có một đứa nó bị kỷ luật. Mà mình là trong chức hội trưởng hội phụ huynh, mình phải đi họp. Mà không đi không được. Mà công ty chị thứ ba này á lại có một cuộc họp quan trọng, chị không đi là chị bị nghỉ việc. Ồ, chị là căng rồi nha. Đó, chị thấy chưa, cái chức phụ huynh gì đó của chị á, bây giờ nó hại chị rồi đó. Thì em biết sao không, hồi xưa chị chưa có chức có quyền, cho nên giờ chị thấy chị được bình bầu như này chị khoái. Ai già vậy. À, không ấy á, bây giờ chị đề cử em lên làm chức này cho chị nha. Không chị, em cảm ơn chị. Bây giờ em phải về nhà, nhà em có chuyện gấp đó chị. Dạ. Tốt. Chị chiều nay đi nhà sách nha. Đi nhà sách hả chị? Ừ. Chị phải gọi em đầy đủ là Nguyễn Minh Tú ơi. Em đi nhà sách với chị nha. Chị có hiểu không? Ủa vậy là có chức có quyền là có sướng không? Ủa chị mua đồng phục cho cô Tin chưa? Chị mua rồi, mới mua hôm qua luôn á. Em biết làm sao không? Mặc vô y như ông già. Nhưng mà nhìn cũng dễ thương. Bởi vậy nhìn hai đứa con xong cái tự thấy hai đứa mình già háp luôn hả? Em nói làm sao vậy? Em già chứ ai già? Chị còn trẻ như thế này mà. Dạ ok. Trời, em lo lắm luôn á. Lo gì em? Sắp vô lớp 1 rồi. Bây giờ là ăn uống nè, ngủ nghỉ phải theo nề nếp của nhà trường, rồi học môn này học môn kia. Em không biết là tụi nhỏ có chịu nổi không nữa. Trời ơi, em nói làm chị cũng lo theo luôn á. Tụi này bình thường ở nhà thích ăn là ăn, thích ngủ là ngủ. Bây giờ tự nhiên cái vô nề nếp không biết có sao không nữa. Em ơi, em biết sao không? Chị lo lắng lắm. Chị nghe nói là mấy đứa đi học như thế này nè, tâm lý nó căng thẳng, nó rất là dễ bị bệnh. Ủa cái gì chị? Đi học mà tự nhiên bị bệnh? Ừ, thì tại vì nó đi học cho nên nó căng thẳng thì nó rất là dễ bị bệnh, rồi bị lây bệnh nữa. Trời đất ơi, cho nên là mấy cái đứa mà đi học như này nè thì ba mẹ phải luôn luôn quan sát tụi nó, xem tụi nó có bị gì không. Ôi trời ơi,
đúng là làm cha làm mẹ khổ thiệt chứ. Ừ. Ủa em, súp lơ nhà mình á là em đã chích ngừa đủ mũi hết chưa? Dạ chích đủ rồi chị. Ủa, nhưng mà thật ra nhiều quá em cũng không nhớ là mũi nào em chích rồi, mũi nào chưa nữa chị ơi. Thôi để em đi lấy cuốn sổ. Ủa sao lại không nhớ? Em chích ngừa là em phải chích đủ mũi, nhất là các cái mũi mà nhắc lại thì càng phải chích đủ nữa. Chích lại hả? Ừ. Trời sao đầu em lơ ngơ quá, em không biết là mấy cái mũi nhắc lại em có chích đúng không nữa. Rồi sao chị? Cái này á là mình phải thực hiện để tốt cho con mình đó em. Phải chích ngừa hàng năm và chích các mũi nhắc lại đúng giai đoạn thì con mình mới có thể phòng tránh bệnh hiệu quả nhất. Nhất là mấy mũi như là cúm, viêm não Nhật Bản hoặc là mũi bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt á. Chị ơi, nhưng mà em còn hoang mang một chút xíu nữa. Là lâu nay em cứ tưởng á là trẻ sơ sinh cho tới 3 tuổi thì mới cần thiết chích ngừa, còn trên 3 tuổi thì không có cũng không sao, đúng không? Trời đất ơi, cái này là tai hại nha. Em nói như vậy là sai lầm hoàn toàn luôn á. Ai cũng phải chích ngừa hết luôn á. Chích làm gì mà có cái chuyện mà chỉ có trẻ dưới 3 tuổi mới chích mà trên 3 tuổi là không chích. Chích hết. Vì là em sai hả? Quá sai luôn đó. Rồi bây giờ con em là thiếu tùm lum mũi rồi đúng không? Hình như vậy á chị ơi. Giờ sao chị? Sao chứ trăng cái gì nữa. Mấy cái này là phải gặp bác sĩ để được tư vấn. Nhưng mà em không có quen bác sĩ nào hết á. Chị giúp em với. Để chị giải quyết cho. Chị cho em hỏi là vì sao mà trẻ trước lúc đi học thì mình phải tiêm ngừa? Trẻ trước lúc đi học chúng ta chuẩn bị bước vào một cái môi trường rất là nhiều vi trùng cũng có thể lây nhiễm. Do đó chúng ta cần phải tiêm ngừa và có rất là nhiều mũi chúng ta cần phải tiêm cho trẻ trước khi đi học. Vậy bác sĩ ơi, mũi 4 trong 1 là như thế nào hả bác sĩ? Dạ đúng rồi, trước khi em bé đến trường chúng ta cần phải tiêm một mũi 4 trong 1 nè. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải tiêm thêm một số mũi vaccine khác ngừa sởi, quai bị rubella, thủy đậu và ngừa cúm hàng năm. Dạ. Vậy nếu như mà mấy cái mũi đó em không tiêm thì được không? Nếu chúng ta không tiêm thì trẻ khi đến trường sẽ có rất là có nguy cơ mắc những cái bệnh này. Và đặc biệt cái mũi 4 trong 1 sẽ là một mũi tiêm mà ngừa được 4 bệnh. Đó là bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt. Đây là những bệnh rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ. Ví dụ như là bệnh ho gà thì trẻ có nguy cơ tử vong rất là cao bởi vì nó sẽ gây ra những cái cơn ho kịch phát. Trẻ có thể ho rất là nhiều, kéo dài và sau đó là ngưng thở. Bệnh bạch hầu thì tỷ lệ tử vong rất là cao, 10%. Và bệnh bại liệt thì tỷ lệ tử vong cũng khá cao và các mẹ biết là nó sẽ để lại cái di chứng tàn tật suốt đời. Đối với bệnh uốn ván á, thì tỷ lệ tử vong là cao nhất là 90% và có khi ở trẻ sơ sinh là lên đến 95%. Dạ, rất là nguy hiểm. Dạ, bác sĩ cho em hỏi, vậy thì hiện nay những cái bệnh này thì có thường gặp hay không ạ? Kể từ khi mà có vaccine thì trẻ em được bảo vệ nhiều hơn và tỷ lệ những bệnh này cũng giảm. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây thì có rất là nhiều báo cáo ghi nhận là những cái bệnh này đã quay trở lại ở trên khắp thế giới luôn. Ở Việt Nam của chúng ta thì đặc biệt là bệnh ho gà và bạch hầu cũng đã bắt đầu quay trở lại. Và năm 2015 thì những cái con số đã ghi nhận rằng tỷ lệ bệnh ho gà cao gấp 3,5 lần so với năm 2014. Và mỗi năm thì cũng ở các tỉnh thành cũng có ghi nhận những cái trận dịch lẻ tẻ các cái bệnh ho gà. Do đó chúng ta cần phải thận trọng bởi vì bệnh đang quay trở lại. Dạ, em hỏi là cái mũi nhắc lại nó có quan trọng như thế nào hả bác sĩ? Cái mũi nhắc lại của các bệnh, đặc biệt là đối với bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt thì rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong 2 năm đầu đời thì bé sẽ được tiêm 4 mũi, 5 trong 1 hoặc là 6 trong 1 hoặc là có thể là 4 trong 1 để ngừa những cái bệnh này. Nhưng mà sau đó thì miễn dịch không kéo dài, miễn dịch sẽ giảm dần, cái kháng thể trong cơ thể không có còn nữa. Do đó khi bé đến tuổi đi học, bé bước vào môi trường dễ lây nhiễm thì bé cần phải được chích lại để duy trì miễn dịch, giúp bé bảo vệ lâu dài hơn. Tiêm nhắc mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt thì đã được khuyến cáo bởi rất là nhiều quốc gia trên toàn thế giới rồi mẹ. Chẳng hạn như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ hay là Hội đồng Tư vấn Tiêm chủng Quốc gia của Canada đó thì cũng đã khuyến cáo trẻ nhỏ từ 4 đến 6 tuổi cần được tiêm nhắc để duy trì lại cái miễn dịch bảo vệ cho trẻ. Và có rất là nhiều nước khác trên thế giới, chẳng hạn như Anh, Úc, Singapore hay là Thái Lan đã đưa cái mũi tiêm nhắc tiền học đường bạch hầu, ho gà, uốn ván chính thức vào chương trình tiêm chủng quốc gia đó mẹ. Riêng tại Việt Nam của chúng ta thì sao? Trong năm 2018, Hội Y học Dự phòng cũng đã khuyến cáo là trẻ cần phải được tiêm nhắc bạch hầu, ho gà, uốn ván trong giai đoạn mà trẻ từ 4 đến 6 tuổi để bảo vệ cho trẻ được tốt hơn. Em hiểu rồi. Vậy còn bệnh bại liệt thì sao bác sĩ ạ? Đối với bệnh bại liệt á, thì ở các nước trên thế giới cũng đã có khuyến cáo là ngoài 4 mũi đã tiêm đầy đủ lúc trước 2 tuổi thì bé cũng cần phải được tiêm là mũi thứ 5 nhắc lại để giúp bảo vệ cho bé tốt hơn.
Khuyến cáo này đã được đưa chính thức vào khuyến cáo của Hội đồng Tư vấn Tiêm chủng An toàn của Hoa Kỳ, cũng như là các nước như là Đức, Thụy Sĩ, Canada đã đưa vào khuyến cáo rồi, tức là các bé phải tiêm đủ 5 mũi bại liệt. Do đó đối với những em bé ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng cần nên tiêm thêm một mũi. Dạ, bác sĩ cho em hỏi là lợi ích của việc tiêm nhắc lại mũi 4 trong 1 là như thế nào ạ? Mũi tiêm 4 trong 1 đối với trẻ 4 đến 6 tuổi rất là quan trọng, bởi vì bên cạnh việc bảo vệ cho trẻ có được kháng thể lâu dài giúp cho bé bảo vệ trong môi trường học đường, thì bên cạnh đó còn giúp cho bảo vệ em bé nhỏ ở trong nhà, bởi vì sẽ giúp cho những bé nhỏ chưa đủ tuổi tiêm chủng hoặc là chưa tiêm chủng đầy đủ sẽ được bảo vệ khỏi những cái bệnh này. Đồng thời quan trọng hơn nữa mà ý nghĩa hơn nữa, đó là những bé tiêm chủng đầy đủ cũng sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta có miễn dịch tốt hơn và giúp cho bệnh dịch không phải lây lan. Dạ, hôm nay chị em đến đây thì được bác sĩ tư vấn về kiến thức chích ngừa cho trẻ, thì chị em biết được rất là nhiều điều. Nếu như sau này mà người thân của em hoặc là bạn bè hoặc là bất kỳ ai muốn biết thêm về kiến thức chích ngừa cho trẻ thì có gì nhờ bác sĩ tư vấn giùm em nha. Sau này không những em, gia đình em mà người thân, bạn bè hay bất kỳ ai có những thắc mắc về vấn đề tiêm ngừa cho trẻ cứ alo bác sĩ nghe. Nè con, ăn đi. Nghe ngoại dặn nè, ăn cho no rồi đi học nghe chưa. Con có bệnh suyễn cho nên tới trường á, có chơi với bạn bè thì cũng vừa vừa phải thôi nghe con, đừng có chạy nhảy quá rồi tối về nằm mơ đó. Chi, cái gì vậy con? Hả? Ngoài nè. Chuyện gì vậy con? Hả? Con đang ngủ, chị kia bóp cổ con không thở được. Ủa? Em nói gì vậy? Chị có làm với nó cũng ngon lành chết. Có em đánh thức chị dậy có. Rõ ràng á, em đang ngủ, chị bóp cổ em. Em không thở được nên em mới ngồi dậy. Mà chị còn không nhận tội nữa. Trời ơi, sao em cứ nói chị bóp cổ em hoài. Em có tính ngủ không? Để chị với ngoại ngủ nó chị mệt quá. Chị nè, bây giờ con qua phòng với cái bên con ngủ đi nha. Qua phòng Lan con ngủ đi. Để đây ngoại dỗ em được rồi. Đi đi con. Con không chịu đâu. Rõ ràng là chị kia bóp cổ con mà. Mà chị kia còn không nhận nữa. Thôi, thôi được rồi. Chị xin lỗi, tại vì chị mới lỡ tay. Giờ chị qua phòng khác ngủ, em ngủ ở đây. Đó, vậy mới chịu đó. Đi đi đi. Thôi, con qua bên kia ngủ đi ngoại. Đi qua bệnh ngủ. Vậy ngoại dỗ con ngủ nha, nha con, nha. Rồi nằm xuống đi. Ai nè, đó, bà ngoại dỗ con ngủ cho ngon nha. Nha. Con mèo trèo lên cây cao, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chi, ngoại nè con. Thôi chị xin lỗi bé Chi nha, chị không có bóp cổ bé Chi nữa. Ngoan ngoan ngủ nha. Không phải chị đâu, mà là bà ngoại á. Bà ngoại đâu có làm gì con đâu con. Ngoại thương con quá trời, lấy gì ngoại bóp cổ con. Mẹ ơi, mẹ về với con đi, nhà mẹ không ai thương nữa. Mẹ ơi, con không có gì cả ra bóp cổ con bây giờ để bà ngoại bóp cổ con mẹ. Đâu có, bà ngoại đâu có bóp cổ con đâu. Bà ngoại thương con hết, lấy gì ngoại bóp cổ con. Ngoại ơi, chị ra nè đi. Bây giờ sao con? Ngoại ơi, cái chị cũng về đó, hay là mình dẫn con
Thế vậy hả con? Bé Chi ơi, bà ngoại nè, ngoại thương con quá trời luôn á. Bà ngoại lỡ tay ha, nhiều khi đụng vô cổ con vậy đó, bà ngoại xin lỗi con nha. Ngoại không dám vậy nữa nha. Ôi, ngủ đi ngoại thương con. Mẹ ơi, bà ngoại. Ôi trời, sao mà nó sốt quá trời nhà đây con. Con ơi, con gọi cấp cứu liền đi con. Dạ, con lên đi. Dạ, đợi con chút. Ôi dạ. Chào bà, chào cháu. Dạ. Dạ. Chào bác sĩ, cháu ngoại của tôi tội nghiệp lắm bác sĩ ơi. Dạ. Không có đêm nào mà nó ngủ ngon giấc hết trơn á. Trong cái giấc ngủ của nó thì nó cứ trằn trọc rồi nó khóc, rồi nó thở nó ngộp thở, nó thở không được nè. Dạ. Cái lồng ngực của nó giống như bị mình nó bị thóp lại. Dạ. Dạ. Rồi nó thở dốc vậy đó bác sĩ. Rồi nó còn nó lạnh run rồi nó cảm sốt. Dạ. Dạ. Cái tình trạng của bé nó bị bệnh gì vậy bác sĩ? Dạ rồi, bà cho bác sĩ hỏi đó là trước giờ đó là bé nó có bị giống như vậy bao giờ chưa? Nó có bị ho, khò khè, khó thở nửa đêm giống vậy bao giờ chưa vậy bà? Dạ, nó bị hoài à bác sĩ ơi. Tội nghiệp lắm, nó bị từ khi mà 3 tuổi tới giờ á. À dạ hả bà. Rồi mỗi lần như bị như vậy đó, đi khám bác sĩ á, thường là bác sĩ sẽ nói cháu nó bị bệnh gì vậy bà? Dạ có bác sĩ. Dạ. Thì bác sĩ nói cháu nó bị viêm phế quản. Thì với những cái triệu chứng mà bé nhỏ nhà mình bị giống như bà nói đó, là nửa đêm nè, thường đêm gần sáng có những cơn ho, rồi khò khè, rồi thở giống như là co thắt, giống như là ai bị bóp chặt cái lồng ngực. Dạ, đúng rồi, nó cứ gì nè, nó khó chịu lắm. Dạ. Làm cho cháu nó phải thức giấc về đêm. Và dạ, tình trạng tái phát nhiều lần, được bác sĩ từng được chẩn đoán là viêm phế quản cấp và tái phát. Xong thuốc khi dung thì đỡ. Rồi kèm theo nữa là gia đình có mẹ hồi nhỏ có thể là bị hen suyễn nữa. Dạ. Một cơ địa của em bé dị ứng. Và hiện tại bé cũng đã 6 tuổi rồi phải không bà? Dạ. Thì này rõ ràng lắm, điển hình lắm của triệu chứng hen suyễn đó bà. Hen phế quản hay là suyễn đều là một cách gọi giống nhau nha bà nha. Bác sĩ à? Dạ. Vậy mình có phương pháp nào để điều trị cho bé không bác sĩ? Hiện tại đó, hen phế quản và hen suyễn thì đó là những cái bệnh lý mà xảy ra ở trong lồng ngực. Bệnh này nó xảy ra tại những cái đường thở nhỏ nhỏ đó, là phế quản đó bà. Nhưng giống như triệu chứng của viêm phế quản vậy đó, nhưng mà nó tái phát nhiều lần và có thể là diễn tiến mạng tính cho đến lớn luôn. Bệnh lý hen phế quản thì nó sẽ có những cái triệu chứng cấp tính, khó thở, ngộp thở, phải đến bệnh viện, phải xông thuốc, phải xịt thuốc thì cháu nó mới dễ chịu. Thì đó là đợt cấp tính, mình sẽ có những cái thuốc để mà làm giãn cái cơ siết của đường thở em lại, để cho em có thể dễ thở hơn ha. Và trong những cái đợt cấp tính đó, gia đình hầu như đều phải biết cách sơ cứu, cấp cứu trẻ hen suyễn tại nhà. Đó là cái cách mà mình nhanh chóng nhất để cứu mạng cháu. Gia đình sẽ được bác sĩ hướng dẫn trong cái kế hoạch cấp cứu hen suyễn. Ngoài cái triệu chứng đợt cấp nguy hiểm như vậy đó, thì nó sẽ có những cái tác hại về lâu về dài, mạng tính của nó nữa. Thì hen suyễn nó là cái bệnh lý xảy ra tại phế quản, nó làm viêm tới viêm lui, viêm tới viêm lui hoài cái đường thở của cháu. Thì giống như da mình nè, cứ viêm tới viêm lui hoài thì nó sẽ dày lên ha, dày lên, nó thành ra là nó thành giống như là nó bị chai rồi. Dạ đúng rồi, sơ chai. Nếu mà tình trạng viêm tái đi tái lại hoài thì có thể làm sơ chai những cái ống đường thở nhỏ. Và khi mà tình trạng sơ chai như vậy thì cái đường thở nó không còn mềm mại nữa, nó không còn đàn hồi nhẹ nhàng để hít vô thở ra co bóp nữa, mà lúc nãy nó cũng hẹp vậy luôn ha. Thì người ta gọi là sợ nhất đó là suy giảm chức năng hô hấp. Ví dụ như là 6 tuổi hiện tại đó, thì người ta ví dụ ha, thì đối với những trẻ cùng trang lứa không có bệnh hen suyễn gì hết, chức năng hô hấp của cháu là 100%. Ví dụ cháu có thể leo một mạch từ dưới đất lên lầu 1 một cách dèo, không mệt gì hết, không khó thở gì hết. Nhưng mà khi mà con có những cái biến chứng như là suy giảm chức năng hô hấp thì đường thở của con sẽ dày lên, sơ chai, và con sẽ hạn chế những cái hoạt động vận động gắng sức. Con làm gì chút xíu con mệt quá, hít vô không đủ, thở không đủ ha, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái vận động hoạt động gắng sức của trẻ. Trẻ sẽ không có thể tham gia một cách thoải mái trong những cái hoạt động vui chơi, bơi lội, hoặc thậm chí nếu mà nặng hơn nữa, trong những cái hoạt động sinh hoạt thường ngày thôi, trẻ cũng mệt nữa.
người ta gọi là suy giảm chức năng hô hấp. Thì đó là một trong những biến chứng mà bác sĩ và mọi người đều rất đáng lo ngại về cái bệnh hen suyễn. Thì đây là hai cái hướng dẫn tài liệu rất là quan trọng nếu mà con em mình có bị hen suyễn bắt buộc phải có. Thì đằng sau cái quyển nhật ký hen suyễn này á, đó là một cái kế hoạch cấp cứu cơn hen suyễn nè bà ha. Thì nó sẽ chỉ cho bà cái cách là khi nào nhận diện bé mình lên cơn hen suyễn ở nhà, để mà mình và những lúc đó mình sẽ làm cái gì cho cháu. Nếu mà tôi không kịp đi lên bệnh viện, tôi thấy nó khó thở quá, tôi làm gì ở nhà cho cháu. Thì đây sẽ có từng bước hướng dẫn cho bà rõ ràng cái cách cấp cứu cơn hen suyễn ở tại nhà. Và còn thuốc phòng ngừa đó, ngoài những đợt mà bé nó không có lên cơn suyễn thì thuốc phòng ngừa mình phải dùng hàng ngày đến khi nào bác sĩ đi tái khám ha, bác sĩ đánh giá lại con kiểm soát suyễn tốt, chức năng hô hấp con được đo lại kiểm soát rất tốt, lên được rồi, bình thường trở lại rồi, thì bác sĩ sẽ gia giảm liều theo từng cơ địa của từng bé khác nhau. Người ta gọi là bệnh này là phải đo ni đóng giày trong vấn đề điều trị. Từ từ mình sẽ có thể ngưng thuốc hoàn toàn mà bé không bị lên cơn khò khè khó thở về đêm, ngưng thuốc hoàn toàn mà bé vẫn hoạt động vui chơi như một trẻ bình thường. Mà bác sĩ ơi, mấy cái bệnh hen suyễn này là do ảnh hưởng từ môi trường ô nhiễm không khí bên ngoài hay là do còn nguyên nhân nào khác thưa bác sĩ? Bệnh hen suyễn thông thường á, nếu mà là hen suyễn mà dị ứng, nguyên nhân dị ứng á, hen suyễn mà khởi phát bởi nhiều yếu tố khác nhau á, thì thường người ta thấy là nó có tính gia đình. Nó có thể là di truyền từ cha hoặc là mẹ mang những cái gen là có thể là dị ứng truyền qua cho con. Thì bản thân đứa trẻ nó có cái yếu tố dễ bị kích thích lên cơn hen khò khè tại phổi rồi, gặp một cái môi trường thuận lợi, ví dụ như là trong cái đợt này em nó sốt nè bà, nó sốt, nó cảm hay nó ho nè, nó bị nhiễm trùng đường hô hấp, có thể là do siêu vi hoặc do vi khuẩn, thì nó sẽ kích thích làm cho em nó vô một cái cơn khò khè. Thì cái sốt đó là một cái yếu tố ở bên ngoài nó kích thích lên làm cho cháu bị ho khò khè vô cơn suyễn thực sự. Chứ bình thường thì cũng bình thường, cháu nó cũng hoạt động vui chơi bình thường, nó không có bị lên cơn khò khè. Rồi nếu mà cái khò khè này khởi phát có thể là do dị ứng, như nãy bà nói cháu nó dị ứng với lại hải sản này ha, nó ăn vô nó nổi mề đay rồi nó cũng tối nó cũng bị ho đàm rồi nó còn khò khè lên nữa, thì cái đó là hen suyễn có thể khởi phát do những cái yếu tố môi trường xung quanh, bụi bẩn, thay đổi thời tiết như con nước lên ha, hoặc là trăng rằm gì đó, là thời tiết lúc đó khí hậu nó thay đổi, rồi nhiễm trùng đường hô hấp, rồi dị ứng nó có thể khởi phát làm cho cái bệnh hen suyễn này nó biểu hiện ra với triệu chứng là ho, khó thở và khò khè. Dạ, bác sĩ ơi, có phải là trẻ mà càng lớn thì nguy cơ mắc bệnh hen suyễn sẽ giảm đi không ạ? Về cái hen suyễn thì giống như bác sĩ nói rồi, nó có cái cơ địa dị ứng ở bên trong nó từ nhỏ rồi. Thì thông thường bệnh lý hen suyễn sau 3 tuổi nó sẽ khởi phát nhiều hơn và tần suất dày hơn, và với những cái yếu tố khởi kích thích nó làm cho bộc lộ hen suyễn. Và nếu mà trẻ trên 6 tuổi mà vẫn bị ho khò khè thì cái chắc chắn cái này là khả năng hen suyễn là cao rồi. Nên thành ra là hen suyễn là có thể có từ nhỏ, nhưng mà càng lớn nó tiếp xúc với nhiều yếu tố kích thích hay là yếu tố dị nguyên thì nó sẽ làm cho biểu hiện cái hen suyễn rõ ràng hơn, giúp cho bác sĩ chẩn đoán có thể là rõ ràng hơn, không có bị lầm với lại hồi lúc nhỏ dưới 3 tuổi như là khò khè khởi phát siêu vi, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản. Càng lớn thì mình sẽ tìm bệnh dễ hơn, có nghĩa là rõ ràng hơn. Dạ đúng rồi bà, và cái bệnh lý này là bệnh lý mạng tính, nó đã có trong cơ địa của con từ nhỏ rồi, và bây giờ nó sẽ biểu hiện càng ngày càng một rõ hơn thôi, chứ không phải là càng lớn nó càng ít đi. Tuy nhiên là gia đình cũng đừng có quá hoang mang lo lắng, không phải là hen suyễn là tôi phải xịt thuốc suốt đời. Nếu mà mình điều trị đúng theo phác đồ điều trị và hướng dẫn của bác sĩ thì mình có thể khống chế cơn hen suyễn mà không cần sử dụng thuốc, và giúp cho bé mình có thể tham gia hoạt động vui chơi một cách thoải mái nhất mà không lo gì về bệnh. Dạ, thưa bác sĩ, tôi cũng nghe nói thường thường là cũng lâu lắm rồi, thì cũng nghe những người ở trong làng hoặc là những người lớn lớn tuổi, người ta nói là khi mà bị hen suyễn là dùng
rắn hay thằng lằn gì đó, nhất là bỏ thằng lằn chạy tọt vô trong cổ họng là sẽ bị xuyễn. Có cái đó. Sự thật đó có đúng không bác sĩ? Thì đó là những cái phương pháp mà điều trị có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Trời ơi, xem chút nữa. Bệnh xuyễn thì chưa hết, nhưng mà sử dụng những phương pháp mà nó dân gian như là thằng lằn hoặc là thuốc cây cỏ lá đó thì nó có thể gây những cái tác hại không đáng lường được đâu. Ví dụ như là suy thận nè, suy thượng thận là ngộp thở cho trẻ hen suyễn. Do đó là thật sự hen suyễn là bệnh lý mãn tính. Hiện tại cái phương pháp điều trị người ta đã nghiên cứu rất nhiều và khuyến cáo cho toàn cầu, toàn thế giới luôn, có phác đồ điều trị rõ ràng. Do đó mỗi khi mà cháu nó được nghi ngờ về hen suyễn hay là cần điều trị hen suyễn thì gia đình không nên thử những cái biện pháp đó tại nhà, bởi vì rất nguy hiểm. Mà mình hãy đến bác sĩ để được tư vấn và điều trị một cách tốt nhất cho trẻ. Cảm ơn bác sĩ. Thì có hôm nay gặp bác sĩ là hai bà cháu tôi đỡ lo rồi. Chứ lúc đầu thấy cháu nó vậy, hai bà cháu rất là hoang mang, không biết cháu bị bệnh gì luôn á. Rồi sau này bất kỳ khi trẻ mà có vấn đề gì về bệnh, kể cả hen suyễn hay bệnh gì cũng được, thì hãy cứ alo bác sĩ nghe